Ngoài cái nhảy ra nhảy cực giỏi thì bạn ấy có khả năng sáng tác. Ngọc có nghe một cái bài hát mà bạn ấy tự tập nhảy, tự hát luôn. ST ơi, cái bài đó rất là dễ thương và cái những cái điệu nhảy của anh cũng rất là hay nữa. Nên thành ra là anh phải làm và phải làm cho mọi người coi nha.